Đó, rồi Ok. xong. Rồi đi chơi Còn, bóng, tao không được đây, đi chơi. ba, con Rồi ba. chơi đây. Gì? Cái gì? Tao bình tĩnh, bình tĩnh ơi. Em đang khỏe mà trời. Cho anh, bình kỹ lại gì á. Bình tĩnh, bình tĩnh trời. Trời đây à. Ok và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với một cái con mini game mới. Thì lần này bọn mình sẽ mời đến một khách mời, chính là anh Mr. Việt trong bộ ba bá đạo của chúng ta. Trời ơi, mình lỡ đánh ảnh rồi. Đó, thì chúng ta sẽ thi vẽ một cuộc thi, chính là thi vẽ tranh. Thì đây anh em thấy không, đây là một cái bức tranh rất là bự luôn. Có nhiều bạn bảo mà anh ơi tiếp tục thi vẽ tranh. Ủa sao anh Việt, anh xỉu rồi. Oh my god, cái gì vậy? Ủa, cái gì vậy? Anh Vịt đang muốn quạt. Đó, thì đây là một cuộc thi sẽ thú vị hơn cuộc thi lần trước. Cái cuộc thi cấm nghĩ bậy, trời ơi. Không biết là đầu óc của anh Vịt có đang tối hay không. Đây mình vẽ tranh, là hy vọng là anh Vịt sẽ không có nghĩ bậy. Thì anh em muốn vị khách mời tiếp theo của chúng ta là ai thì hãy để lại bình luận cho anh biết nha. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu vào video nào. Anh Vịt quá đáng lắm luôn á. Ok. Đấy, bây giờ bọn mình đã chuẩn bị sẵn súng sơn ở trong đây hết rồi nè anh em. Đó. Đó, bây giờ mình sẽ lấy cái khẩu súng sơn này đó các bạn. Lấy ra một ít đạn nè, đó. Ok. Anh Vịt sẽ vẽ gì đây? Bây giờ mình sẽ bây giờ anh với em ai sẽ vẽ trước ta? Đó, hôm nay chúng ta sẽ solo kèo gọi là vẽ để cấm nghĩ bậy ở trong mini world nha. Ok anh, trời chị mình được thôi, hy vọng kèo là anh khó nè. Hy vọng là anh vẫn không nghĩ bậy. Tối là không thể nào mà vẽ được đâu nè. Đúng rồi. Tối lắm. Không, là gì có, em trong sáng lắm. Đây, cái chỗ này là bọn mình xây ra để bọn mình leo đây mà mình có thể dễ hơn nè anh em. Đó. Ok các bạn ơi, thì mình sẽ là mình nhường phòng chưa nha. Ok, mình sẽ để cho phong cận được thể hiện độ trong sáng phong cận đây. Ok, let's go. Ok rồi, em sẽ là người vẽ trước nha. Bây giờ anh Vịt tính nói nha. Bây giờ em vẽ được chút nào anh Vịt sẽ thử tưởng tượng nha. Ok rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đứng đây quan sát là cái bức tranh của Phong và chúng ta sẽ cùng tưởng tượng xem Phong vẽ gì nha bạn. Ok. Ok, để mình xem coi. Đây, bây giờ mình sẽ vẽ như thế này. Ở nhà ta. Ok, Phong cận đang vẽ gì ạ? Đó, Phong đang vẽ gì đây gì ta? À, hay từ từ, cao hơn xíu nữa đi, chứ hơi thấp. Ừ, cao hơn đúng xíu. Rồi. Cao hơn xíu. Nè. Vô. Đó, Phong vẽ gì đây? Từ từ anh ơi, từ từ bình tĩnh. bạn nào biết là Phong đang vẽ gì nhớ để comment nhá. À, Phong đang vẽ gì ta? Cái này hình như là cái một cái vòng tròn này. À. Rồi, xong Phong cận vẽ cái mông. Tại vì có trời đỏ bên mình đen tối. Ok. Ơi đen tối đâu. Trời ơi các bạn ơi, để em chọn xe bên kia nốt một hình tròn nè, đó là ra cái mông. Bây giờ mình sẽ vẽ bên đây đi em à. Cái gì em không? Đó. Gì đâu, bình tĩnh mọi người, cứ bình tĩnh. Trời ơi, các bạn thấy mình đoán chuẩn không? Trời ơi, Phong cận vẽ là hai cái mông. Là gì cái mông? Trời ơi, tao lao quá anh Vịt. Đây, sẽ theo dõi nốt để xem Phong cận ra vẽ gì nha. Ok, đó. À, rồi ra cái mông và mông còn vẹo sang bên luôn. Ok đó các bạn thấy Phong cận vẽ vẹo mông sang bên à? Đó rồi. Đó, rồi xong. Rồi, đi chơi con, không được đây, đi chơi con ba. Trời ơi. cái gì vậy? Tao bình tĩnh, bình tĩnh ơi. Em đang vẽ mà trời. Cho anh Vịt kỹ lại gì á. Bình tĩnh trời. Trời ơi. Mình cá chắc có một số bạn đang nghĩ bậy bạ nè. Các bạn biết Phong cận đang vẽ gì không? Đây vẽ gì? Đây là hai con mắt. Đó. Trời ơi, đúng rồi, hai con mắt đó. Trời ơi, hai mắt. Ok, đấy cho mình trong sáng mình biết ngay rồi. Bạn nào vừa nghĩ ra cái gì bậy bạ thì các bạn nhớ đi thứ tội nha. Ok. Hôm nay có một số bạn, em cá chắc có số bạn đang nghĩ bậy bạ. Okay. Trời ơi, anh chắc chắn vẽ là kiểu gì có một số thanh niên kiểu hư cấu bắt đầu kiểu nghĩ một cái kiểu hư cấu vậy hả? Đúng rồi. Trời ơi. Mấy thanh niên nghĩ cái gì à? Ok đây sao rồi đây từ giờ em yeah. Em phải từ chứa trời ơi con phong vẽ gì vậy? Từ từ anh ơi, từ bây giờ em sẽ vẽ có bạn nào đến đoạn này mà đoán được Phong vẽ gì không thì các bạn nhớ để comment nha, xem bạn nào để lại comment đoán được Phong vẽ gì sớm nhất nha. Mình và Phong sẽ đọc comment để xem ai ra đoán ra sớm nhất đây là con gì nha. Ok vậy Phong dạ yeah. Có túi thần kỳ hả? Không phải tối thần kỳ, cái này là cái gì giống như cái lông ngực của nó đó. À ok giống như cái ông nhân vật mà thổ dân ở trong đây anh, ông tập trưởng á. Con chim cánh cụt đúng không? Không phải, trời, từ từ. Ủa, con chim cánh cụt là con gì? Con chim cánh cụt là trong lần trước em thi vẽ là em vẽ rồi, còn con này con khác. Đó vậy qua đây tới lượt bên này cái cánh nè, đây là cánh cụt à hả? À con không phải chim cánh cụt. Con này là con gì ta? Ở sao trông giống con gà vậy? Không phải con gà. Vẽ thêm cái màu ra con gà á.
Đó, rồi, giờ tiếp tục là cái chân. Đó, con này con gì không? Đây con gì đây? Ờ, đây con vịt hả? Không phải con vịt anh ơi. Đây con gì à? À, từ từ thì mọi người sẽ biết. À, con này thì nó cũng dễ biết lắm, con này dễ ăn. Ok, có bạn nào đoán được đây là con gì không nè? Bạn nào đoán được nhớ để comment nha. Trời ơi, mình đoán đây con chim cánh cụt mà cũng không phải luôn, nhìn trông giống chim cánh cụt vậy. Đó. Đó, giờ tôi sẽ vẽ tô màu cho bằng đó nè. Rồi, ghê ta, đó. Ồ, con gì mà có mỏ này, có mắt này, sao màu xám ta? Ở đây không phải chim cánh cụt anh ơi, chim cánh cụt nó phải cao hơn một chút và con mắt nó phải nhỏ hơn chút, con này mắt nó bự mà. Chắc là con chim cánh cụt này nó bị cận lâu ngày nó thành lòi mắt á. Không phải. Bây giờ em vẽ thêm mới được, em phải vẽ thêm con em nghĩ là em vẽ thêm cái này thì anh Vịt sẽ đoán ra. Dạ. Từ từ. Đó. Dạ. Nhưng mà nhìn ra con Master G luôn. Em thấy cái mặt nó hơi kỳ kỳ, nó hơi rippy xíu ha. Nhìn hơi rippy hả Phong? Nhìn bắt đầu ghê ghê hả Phong? Thấy cái mặt nó hơi bị rippy đó. Ok, được. Đó, có bạn nào đoán ra được con gì chưa? Mình đã vẽ theo con mắt chưa? Phong đang cố vẽ cái kiểu cái tia nó trỏ mắt đâu đúng không? Đúng rồi anh. Ờ, con này là... Con này có cú đúng không? Đúng rồi, đây chính là con chim cú mèo. Ồ, con này Phong vẽ con chim cú mèo bạn ạ. Bởi vì người ta thường nói là tinh như mắt cú vọ mà, nên mà là thấy Phong kiểu bôi cái mắt vô đó. Ồ, chụp mắt rồi con này, mắt lé ơi, cú mắt lé ơi. Ok. Dạ, đó. Màu lật ở bên ngoài xíu nữa. Nói chung thì con chim cú này chỉ có cái chân với lại cái miệng của nó là màu vàng, còn lại là màu xám hết. Đúng rồi, bởi vì nó chỉ ăn đêm, cái chỗ phần giữa này sẽ là màu vàng này. Đó, phần mỏ sẽ là màu vàng này, đó. Yo. Lật mất mắt rồi. Từ từ em sẽ sửa lại sau. Ok, sửa lại nè. Ok. Đó, ở đây nữa. Rồi, em sẽ tô cái đầu cho nó nữa. Sau đó tô cái miệng nữa là xong. Đó, ok, tô cái màu này, đầu này, xong tô cái miệng nữa. Cái miệng, cái mỏ chứ, cái màu của nó sẽ là màu vàng này. Đúng rồi. Đó, ok. À, xong con cú mèo. Thành, ok các bạn ơi, bạn thấy cái con cú mèo của Phong có đẹp không? Đó, bạn nào mà nghĩ mấy cái không được hay ho lắm thì các bạn nhớ đi thú tội nha. Ok, chúng ta đã hoàn thành theo tác phẩm đầu tiên. Thì các bạn nhớ đến cái đoạn này là Phong đã hoàn thành xong tác phẩm của mình rồi. Và bây giờ sẽ đến lượt bây giờ sẽ đến lượt anh em vẽ tác phẩm. Ok, đến lượt anh. Ok, giờ chúng ta sẽ xóa bức ảnh này đi. Ok anh em, thì bọn mình đang chọi trứng để cho nó giống như là cái lòng đỏ trứng gà nó sẽ tóe ra. Nó ra đó. Cái màu trắng luôn. Ok. Rồi xong. Ok. Ôi ơi, con cú mèo tôi bị biếm mất rồi, buồn quá. Ok. Và bây giờ sẽ đến lượt mình nha bạn. Thì bây giờ mình sẽ thể hiện một bức tranh làm sao để cho Phong Cận không thể nghĩ được bậy bạ. Và cũng như là các bạn xem video thì bạn nhớ từ từ xem hết bức tranh của mình đã nha. Bây giờ mình sẽ thể hiện cái tài vẽ tranh của mình là nó. Ok. Để coi anh Vịt sẽ vẽ bức tranh như thế nào đây. Coi có bị hắc não không nha. Ok, anh Vịt đang vẽ một cái đường. Đây. Đó, đây, từ, đó. Chỗ này là... như này đi, đó, như này. À, chắc vẽ hình tròn giống em gì. Trời ơi. Trời ơi, không bao giờ anh vẽ hình tròn luôn. Phong sao Phong đoán được. Đó, bây giờ mình sẽ tẩy cái này ngang đi. Đó. Bây giờ mình sẽ bắn thêm một cái bên này. Như này, sang bên này một ô nữa nè. Xuống. Đoán được chưa Phong? Hả? Các bạn nào chưa? Các bạn nào bán được Mr. Vịt đang vẽ thì bạn nhớ để lại comment nha. Rồi, ok, nhai. Nó dài xuống nè. Ok, nó không phải là hình tròn mà là hình trụ anh em ơi. Đó là hình trụ nha, nó không phải hình tròn nha. Rồi, tiếp đến nè. Có hai chấm ở đây vậy? Lên trên này một xíu. Đó. Đoán được chưa Phong? Chưa anh ơi. Để em coi thêm một chút nữa em mới đoán được. Người thấy nó hơi trừu tượng rồi đó. Trừu tượng nhá, ghê rồi, trời ơi. Vẽ chân là phải nghệ thuật chứ, trừu tượng như là, tiếp tục là. Pha này với trừu tượng à. Đó. Pha này với trừu tượng không là, pha này trừu tượng à. Ok, vậy mình sẽ vẽ ra, trời ơi, mình thấy nó hơi kỳ kỳ á, anh em ơi. Phong ơi, trừu tượng vậy không? Cái cục gì tròn tròn vậy? người ta đang vẽ mà. Ơi, cái gì vậy, anh Vịt vẽ bậy bạ đúng không? Trời ơi, bậy bạ gì trời ơi, Phong bậy bạ, Phong ơi, người khác bậy bạ. Trời ơi, Phong hư cấu ơi, các bạn thấy mình đang vẽ bậy bạ không? Trời ơi, chả gì bậy bạ hết.
Ôi à. cho anh em nhìn cái này, anh em nghĩ cái gì? cái gì vào xem cái này, từ anh cứ vẽ tiếp để xem. cái gì vào mà phong nghĩ gì à? phong nghĩ gì à? Em đâu nghĩ gì đâu, đó như này đây rồi, ok rồi. Phong đang liên tưởng nhiều thứ rất là hay ho không đó. Cái này là gì vậy? À, em nghĩ cái này chính là cái củ hành thôi, chứ đâu có gì đâu. Củ hành thôi thì câu thì ơi thì cái củ hành thôi. Thiệt. Ok, bây giờ mình sẽ các bạn lên bức này, các bạn nghĩ ra mình vẽ gì, bạn nhớ để không nha. Thôi vì anh nghĩ chắc là nhiều người đang kiểu thôi vẽ gì không. Ôi đúng rồi, chắc mọi người cái ôi trời ơi, mình vẽ gì kỳ cục quá vậy. Ủa vậy, ủa sao nó có hai con mắt vậy? Đó, nhà nhà đó tiếp tục đó, đó à, ok đó. Ok đó, ok đó, cái này là không? Gì đây, ủa sao nó có gì nó nhô ra vậy? Ok mình đang thấy hình như là anh Vịt đang vẽ con gì đó ta, để xem coi. Các bạn có đoán được không, ai đoán được nhỉ? Của mình nhé. Phong Cận đang kiểu đang đầu óc kiểu đang rối trí lắm nè. Đó, cái này là gì ta, mình thấy ủa con này có phải là con cò không hay là gì, cái cánh nè, phải không anh Vịt? Gì con cò, bạn nào đoán được cái gì thì nhớ để lại comment luôn nha, xem đoán kiểu thông minh không nha. Phong là đang bị cùi lắm rồi đó. À, để xem coi cái con gì mà tự nhiên ở dưới đây nó lại phình ra hai cục vậy. Em nhìn nó này là con chó. Nhìn nó rồi, trời ơi. Cái râu rồi phải không? Cái này cái râu phải không anh? Cái này anh chuẩn bị anh vẽ cái râu này phải không? Cái này là cái lỗ mũi nè, đây là hai con mắt, đây là hai cái lỗ tai. Đó, anh Vịt đang tính vẽ cái râu cho con chó nè. Ok, như này thôi ạ. Cái râu này thì nó hơi bị mỏng manh một xíu thôi, các bạn nhìn sẽ không được rõ lắm. Như này thôi. Ok, và bên này mình sẽ vẽ cho nó hai cái này đó. Con này nó không có nếu mà ok, Phong đã đoán được con này con chó rồi các bạn nào. Các bạn nào đoán được đây là con chó? Ai đoán đây con chó chứ Phong không? Phong thì tại Phong đang rối trí mà Phong vẫn đoán được đây con chó này. Ok, trời ơi, mới đầu em nghĩ em biết rồi đây là con chó chứ gì, em đâu nghĩ gì bậy bạ đâu. Trời ơi, em nhìn lại biết con chó liền à. Phong biết bậy bạ rồi. Con chó nó có hai cái răng súng à. Hay sao? Con chó hay. Ê Phong ơi, em có nhìn thấy con chó này quen quen không? Em thấy em thấy nó giống con chó trong phim hoạt hình chụp Mickey á anh. Đúng rồi, con chó này tên, có bạn nào nhớ tên của con chó trong hoạt hình chụp Mickey tên là gì, các bạn nhớ để lại comment nha. Ok, trời ơi. Rồi ok, đây chính là cái khuôn mặt của cái con chó, và bây giờ mình sẽ tô. Anh quên mất cái màu nó màu gì Phong ơi. Màu thì anh bấm chữ chữ R ở anh thì nó sẽ cho anh chọn không, màu. Không phải, anh quên mất cái màu của con chó. Cái màu con chó em nhớ hình như là nó màu đen, còn cái miệng của nó hình như là màu nâu, màu xám gì đó. Màu nâu hả? Ok, mình sẽ cho cái không phải cái con chó như màu vàng chứ, đúng không Phong? Đâu phải, con chó hình như em nhớ là cái tai nè, từ cái mặt của nó trở lên nó là màu vàng, còn có cái miệng của nó là màu nâu hoặc là màu nâu lợt, màu nâu đất hay sao á. Như này này, đó, như này, bạn nào nhớ màu gì thì nhớ để lại comment nha, mình đang không màu của con chó này màu gì lắm. Ok. Ý anh là cái kêu là cái con chó mà nó đi bằng bốn chân đúng không, chứ phải là con đi bằng hai chân hả? Đúng rồi, con mà kỳ ta nhắc cái này mới nhớ nha, là cái con chó ở trong cái bộ phim Mickey á, nó lại nuôi thêm một con chó khác. Đúng rồi. Sao một, một con chó biết nói, con chó không biết nói. sao hai con chó lại nuôi được nhau ta? Đó, vậy mà biết rồi. Thì ra mình hiểu là anh em ơi, không phải là cái con chó mà màu đen đi bằng hai chân, mà là cái con màu vàng. Cái con chó màu vàng ấy, cái con mà nó là con chó rồi xong rồi lại nuôi thêm một con chó khác, hư cấu. Phim siêu logic luôn đó. Ok, hai cái tai nó màu gì đó Phong? Hai cái tai hả? Hai tai hình như cũng màu vàng luôn anh. Hai tai ở bây giờ mình sẽ cho hai cái tai nó màu vàng sậm hơn một xíu đi, cho nó khác bọt so với cả cái mặt đó. Ở như này đi. Đó. Ok. Đó, bên này mình sẽ cho màu vàng tiếp này. Đó. Pam. Mày. Ok. Rồi, xong. Wow, cũng được quá chứ. Rồi, đây là hình ảnh của một con ok, mình sẽ bật F5 lên cho bạn xem nha. Đó, hình ảnh của một con chó ở trong chuột Mickey. Đó, thì bạn nào mà nãy nghĩ ra cái con gì mà nó không được giống con chó lắm thì tự kiểm điểm 15 phút đây. Ok. Thì đây ok, về đây bức tranh của mình và bức tranh của Phong Cận thì nãy là cái con gì ta? Con gì mình con cú. Thì mình và Phong Cận đã tựa cuộc kỳ solo vẽ tranh thử thách cấm nghĩ bậy ở, thì bạn nào nghĩ bậy thì yêu cầu bạn nào gọi là
đã vô tình nghĩ ra mấy cái nó không được trong sáng lắm thì nhớ để lại comment rằng là thú tội là em đã vô tình nghĩ ra mấy cái không trong sáng nha, đúng không Phong? Đúng rồi. Đó, để mình mà Phong xem là xem cái trình độ lừa của mình lừa của mình với cả mọi người xem là đã ai đã dính bẫy nha. Có bạn nào mà không hề bị dính bẫy và luôn luôn nghĩ ra cái bức tranh và đoán được bức tranh của mình, chúng mình vẽ là gì thì cũng nhớ để lại comment nha. Ok. Ok và bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye, yêu anh em vãi đời. Bye bye. Ok, bye bye.